trên đường gặp chùa mình ghé chùa, mình gặp cái gì mình ghé cái đấy. Xây mặt qua đây nè, ông An quay cho mình. Đi qua cái cầu đi nè, đi qua cái cầu đi, chụp hình cho, quay phim cho nè. Wow, đẹp quá nè. Này giống đi đi núi Cấm quá. Đi trang như đi núi Cấm vậy. Đi lại cái cầu đi, các bạn chụp hình cho, đứng cho nó kìa, đứng ngang cái cầu kìa. Hai anh em chụp hình với nhau đi. Con mang con tháo mặt nạ ra mới thấy. Đẹp quá chừng luôn nè. Thôi cái này mặc lên rồi cứ trời dễ lắm.